đó thì cài đặt thời gian cho máy làm việc. Đối với cá rô đồng thì các bạn cài đặt thời gian là 60 giây. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn nhấn vào nút để đánh vảy cá. Rồi, sau khi kết thúc 60 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Các bạn mở nắp này và chúng ta hãy cùng nhấn nút để đẩy cá ra. Cá đánh rất là sạch vảy.